Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá xe con tay Honda Winner X 2009 mới nhất trong cái tháng 12 năm 2009 giảm dưới mức giá đề xuất. Dù là một cái dòng xe mới và đang ở những tháng cuối năm, nhưng Honda Winner X 2009 hiện nay đang được bán ra với mức giá thấp hơn mức giá đề xuất tới hơn 1 triệu đồng. Ra mắt ở Việt Nam vào cái tháng 7 năm 2009, Honda Winner X 2009 đã từng tạo ra một làn sóng tranh luận của những người hâm mộ những dòng xe con tay đến từ nhà Honda. Nhiều người đã tin rằng bước đi của chiếc Winner X 2009 là một sự đánh cực lớn của nhà Honda. Lý do mà Honda cần tiến hành những cập nhật ngoạn mục cho cái chiếc Winner X 2009 là được tin bởi đó Winner có một thời kỳ dài đóng băng và khó lòng cạnh tranh với những hũ mạnh như là Exciter 150 2009 của nhà Yamaha. Cái sự cải tiến của chiếc Winner X 2009 với mặt ngoại hình kết hợp với những thiết kế từ những dòng tay ga và dòng xe mô tô đã đem đến một cái diện mạo hoàn toàn mới cho gia đình xe con tay này. Sau khi ra mắt một thời gian ngắn thì Honda Winner X 2009 cũng có lúc được đưa về những đại lý với mức giá cao hơn mức giá đề xuất, nhưng nhìn chung là có mức giá bán thấp hơn so với mức giá đề xuất. Tình trạng này kéo dài cho đến tận hôm nay. Dù mức giá giảm là không nhiều, không chạm đáy như cái chiếc Winner trước đây. Và đây cũng có thể là một cái cách thức để Honda Winner X 2009 tiếp tục cuốn hút những người muốn giữ chân hâm mộ. Bởi thực tế hiện nay, ngay cả vua con tài trên mặt Exciter 150 2009 đối thủ trực tiếp của chiếc Winner X 2009 cũng đang được bán ra với mức giá thấp hơn mức giá đề xuất đối với rất nhiều phiên bản. Để giúp những bạn xem clip cái những thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật giá xe con tài Honda Winner X 2009 mới nhất trong cái tháng 12 năm 2019 bên dưới như sau. Honda Winner X 2009 phiên bản thể thao có mức giá đề xuất là 46 triệu đồng, giá bán đại lý là từ 44 triệu 500 ngàn đồng đến 45 triệu đồng. Honda Winner X 2009 phiên bản Camo có mức giá đề xuất là 49 triệu đồng, giá bán lý là từ 48 đến 48 triệu 500 ngàn đồng. Honda Winner X 2009 phiên bản DM có mức giá bán đề xuất là 49 triệu 500 ngàn đồng, giá bán đại lý là 49 triệu cho đến 49 triệu 500 ngàn đồng. Honda Winner X 2009 cái phiên bản thể thao HRC mức giá đề xuất là 49 triệu 500 ngàn đồng, giá bán đại lý là từ 51 đến 51 triệu 500 ngàn đồng. Lưu ý giá xe thực tế còn tùy thuộc vào từng lý và từng cuộc bán xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.